Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một lô 4 cây găng vàng lá tròn nhà mình nha. Form mini. Cây sống khỏe rồi nha. Lô này có mã số là 715. Đại diện một cây nhà mình nha. Cây này có số đo hoành gốc là 33, cao là 22. Đang nằm bộ đất nuôi là 22 nhà mình nha. Lô 4 cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 500k bao ship. Form mini nhỏ mà có vỏ nha mình. Cái này khô lũa nha mình nha. Này khô lũa nha. Này. Này cũng khô lũa nha mình. Dưới sống mạch mạch sống nó nằm ở dưới nha. Này. Này, form mini nhỏ có vỏ nha mình. Form quái. Cây sống khỏe rồi. Rồi mã số 715. 500k bao ship lô 4 cây này. Găng vàng lá tròn nha mình. Này, lụa thép luôn. Form mini nhỏ có vỏ nha mình. Rồi nhà vườn xin qua lô này luôn. Rồi nhà vườn thân mời mình ghé tham khảo giao lưu một cây găng vàng lá tròn form thiên nhiên. Cây sống khỏe nha mình nha. Cây có lũ thép âm luôn nha mình. Này, lũ thép âm luôn. Cái này có mã số là 716. Có số đo tổng hoành gốc là 20. Cao là 34. Cây đang nằm bầu đất nuôi là 20. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 500k bao ship. Này. Thằng này khô lũa nha mình. Khô lũa nha. Cái thằng này khô lũa nha mình nha. Này. Khô lũa. Lũ thép âm luôn. Găng vàng lá tròn form thiên nhiên. Cây quá khỏe luôn. Rồi mã số 716. 500k bao ship. Găng vàng lá tròn. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây bằng lăng hoa tím lá nhỏ, tàn rinh thiên nhiên nhà mình nha. Cây sống quá khỏe rồi, xanh tươi tốt luôn. Một thân. Cây này có mã số là 717. Có số đo tổng hoành gốc là 15, cao là 49. Cây có cái tán ngang nhà mình nha. Tán ngang là 80. Cây đang nằm chậu nuôi nhựa là lọt lòng là 35 nhà mình. Cái này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 550k bao ship. Bằng lăng hoa tím lá nhỏ form thiên nhiên. Đây. Chi tàn rinh nhà mình nha. Chi xương rinh luôn. Cây quá khỏe rồi. Bằng lăng hoa tím lá nhỏ. Rồi mã số 717. 550k bao ship. Cây này về nhà mình lên cái chậu cho em nói là tuyệt vời nha. Cây form thiên nhiên luôn, thiên nhiên tự tạo nha mình. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây găng vàng lá tròn form thiên nhiên. Cây này sống khỏe rồi nhà mình nha, siêu lũ luôn. Cây này có mã số là 718. Có số đo tổng hoành gốc là 36, cao là 30. Cây đang nằm bầu đất nuôi là lọt lòng là 32 nhà mình nha. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 350k bao ship. Găng vàng lá tròn, form thiên nhiên nha mình nha. Cây form mini. Cây xanh tươi tốt luôn. Cái này siêu lũ rinh luôn nha mình nha. Này, lũ rinh hết nha. Một cốc. Này, lũ đây. Thiên nhiên tự tạo nha mình. Rồi, mã số 718. 350k bao ship.
cho một em gan vàng lá tròn nhà mình nha. Mini. Rồi nhà vườn xin qua cái này luôn.